Lưu Bình Nhưỡng là ai? Lưu Bình Nhưỡng sinh ngày 4 tháng 2 năm 1963, là một tiến sĩ luật, giảng viên chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, phó chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam và Thụy Sĩ. Xuất thân của Lưu Bình Nhưỡng. Lưu Bình Nhưỡng sinh ngày 4 tháng 2 năm 1963, là người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào. Ông có quê quán ở xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Về nền giáo dục, ông có trình độ chuyên môn là tiến sĩ luật kinh tế. Ông có trình độ chính trị là cấp cao của luật chính trị và hành chính. Sự nghiệp, ông gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 24 tháng 8 năm 1987. Tính đến năm 2016, ông có 20 năm giảng dạy là giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Sau đó, ông làm tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, phục vụ trưởng và trưởng ban kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông từng là Phó Chủ khoa Khoa Luật Kinh tế và Đại học Luật Hà Nội. Vào tháng 5 năm 2016, lần đầu tiên ông tham gia tranh cử vào vị trí đại biểu Quốc hội Việt Nam ở tỉnh Bến Tre và đã trúng cử. Ông hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam, chuyên trách Trung ương, ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, phó chủ tịch nhóm nghị viện hữu nghị Việt Nam và Thụy Sĩ. Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Vào sáng ngày 21 tháng 11 năm 2017, luật dự thảo phòng chống tham nhũng sửa đổi. Ông đề nghị bố trí kê khai tài sản và kiểm tra tài sản những người từ khi họ bắt đầu vào công ngạch công chức. Ông không tán thành việc bổ nhiệm, bổ sung kiểm soát tham gia khu vực ngoài nhà nước vào dự thảo luật đối với sửa đổi. Ủng hộ tố cáo qua điện thoại và email. Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2018, tại đại biểu thảo luận về dự án luật tố cáo sửa đổi tại kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa 14, ông đã phản bác ý kiến của 20 đại biểu khác và cho rằng nhà chức trách không thể vì ngại khó khăn mà thoái thác việc cho phép công tố nhân dân qua các điện thoại và email. Truy trung thuế người đã chết. Ngày 26 tháng 5 năm 2018, ông kiến nghị Bộ Tài chính Việt Nam và rà soát kỹ người đã chết vào nào thì thừa kế vẫn phải nộp thuế. Bấm nút thông qua luật an ninh mạng. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2018, Lưu Bình Nhưỡng cho biết ông đã bấm nút thông qua luật an ninh mạng với lý do ông bức xúc với những thông tin chống đối đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội. Phó trưởng ban Doanh nguyện. Từ ngày 17 tháng 9 năm 2018, ông Lưu Bình Nhưỡng, ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Dân quyền và Quốc hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát ngôn gây tranh cãi. Vào tháng 5 năm 2018, khi thảo luận về luật thuế, ông phát biểu một nội dung gây tranh cãi. Chết không có nghĩa là hết nghĩa vụ đóng thuế, theo báo Lao động năm 2018. Năm 2017, ông phát ngôn rằng tội hối lộ không phải là tội tham nhũng. Đại biểu khác đã phê bình vì ông Lưu Bình Nhưỡng vốn là luật sư nhưng lại hiểu sai luật. Bởi luật phòng chống tham nhũng đã quy định hối lộ cũng là hành vi tham nhũng. Tháng 9 năm 2018, sau khi xảy ra 7 người sử dụng ma túy chết ở một lễ hội âm nhạc tại Hà Nội, ông từng có phát biểu tại ý kiến hàm ý bên vực việc sử dụng ma túy khiến nhiều người bất ngờ. Thực ra, câu chuyện các cá nhân chọn lắc hay không lắc ma túy là vấn đề thuộc quyền con người. Trong kỳ họp Quốc hội vào tháng 11 năm 2018, ông dẫn ra các số liệu rằng cơ quan điều tra cũng có những vi phạm chiếm tỷ lệ rất lớn và kết luận rằng ngành công an đã sai phạm khủng khiếp trong thực hiện tố tụng. Ý kiến của ông gây tranh cãi gay gắt ngay tại nghị trường. Một số đại biểu khác chỉ ra rằng
ông đã tính toán ra những số liệu đó nhưng lại tính sai. Ông Lưu Bình Nhưỡng đã lầm lẫn trong một bội số nên tính ra những con số về sai phạm rất lớn, khiến nhiều người hiểu sai, gây hoang mang lo lắng. Nhiều đại biểu muốn tranh luận với ông đến cùng. Cùng với đó là nhiều cử tri gọi điện chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng phải yêu cầu các đại biểu dừng tranh cãi và nói đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã châm ngòi cho quá nhiều tranh luận tại Quốc hội. Ông Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Quốc hội An ninh của Quốc hội cho rằng ông Lưu Bình Nhưỡng cần phải đính chính khi đưa ra các phát ngôn không chính xác, gây hiểu nhầm về các cơ quan điều tra, rõ ràng về mặt lý thuyết lẫn thực tế là không thể chấp nhận được. Những kỷ lục trong phiên xử cựu tướng Phan Văn Vĩnh và hai ông trùm cờ bạc online. Ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và các ông trùm của tổ chức đánh bạc qua mạng hơn 9.000 tỷ đồng sẽ được đưa ra xét xử ngày 12 tháng 11 tới. Đây là phiên tòa ghi nhận nhiều kỷ lục trong lịch sử ngành tòa án ở Phú Thọ. Ngày 2 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có quyết định số 28 về việc đưa vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ra xét xử sơ thẩm. Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi có các bị cáo nguyên là cán bộ cảnh sát cỡ bự tại Bộ Công an. Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50. Và số tiền mà tổ chức đánh bạc này đã hút máu của các con bạc là rất lớn, hơn 9.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai ông trùm của tổ chức tội phạm đánh bạc là Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao CNC, Phan Xào Nam, sinh năm 1979, cựu giám đốc công ty VTC Online, bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. 88 bị can khác bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền. Trong lịch sử tố tụng của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ, thì đây là vụ án có số bị cáo bị đưa ra xét xử lớn nhất, hơn 92 bị cáo. Tòa án cũng triệu tập 14 nhân chứng và 73 cá nhân, pháp nhân được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Có thể nói, ngoài số lượng bị cáo thì vụ án này chiếm nhiều cái nhất trong lịch sử tố tụng của tỉnh Trung Du miền núi này. Tính chất nghiêm trọng nhất, tinh vi nhất, số tiền có được từ hành vi phạm tội khủng nhất hàng nghìn tỷ đồng, được dư luận quan tâm nhiều nhất. Do tính chất đặc biệt của vụ án và sự quan tâm đặc biệt của người dân, phóng viên báo chí, nên có thể sẽ có đến hàng nghìn người đến theo dõi phiên tòa này. Để có không gian cho việc xét xử, Tòa án tỉnh Phú Thọ đã phải tận dụng khoảng trống ở sân tòa, lợp mái tôn. Phóng viên báo chí sẽ được bố trí tại một phòng riêng biệt để tác nghiệp. Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án này có 5 người, gồm thẩm phán chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thùy Hương, thẩm phán Đỗ Ngọc Tuấn và ba hội thẩm nhân dân là bà Nguyễn Thị Phẩm, bà Bùi Thị Hảo, ông Nguyễn Bá Điền. Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng bố trí thẩm phán dự khuyết là ông Tạ Văn Thành, hội thẩm nhân dân dự khuyết là ông Nguyễn Ngọc Thắng, bà Nguyễn Thị Tần. Phiên tòa sẽ có 2 thư ký và 2 thư ký dự khuyết. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa có 4 người, gồm ông Lê Xuân Lộc, ông Nguyễn Duy Hưng, ông Nguyễn Quang Hồng và bà Phạm Thị Bích Liên. Phiên tòa này có 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa. Trong đó, Nguyễn Văn Dương có 5 luật sư, ông Phan Văn Vĩnh có 3 luật sư, ông Nguyễn Thanh Hóa có 3 luật sư. Do tính chất đặc biệt của vụ án, nhiều bị cáo, nhiều luật sư bào chữa, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ xác định bắt đầu xét xử từ ngày 12 tháng 11 cho đến khi kết thúc xét xử sơ thẩm vụ án. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ra xét xử xảy ra ở Phú Thọ và một số tỉnh thành do các bị can Nguyễn Văn Dương và đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của bị can Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa,
những người có chức vụ quyền hạn được nhà nước giao đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao. Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài ZipVip, TipClub, 23ZDU, ZonPen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game, ra tiền thật và ngược lại. Với hệ thống trên, các đối tượng đã lôi kéo được hơn 42 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp thẻ, nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép hơn 9.000 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, Dương là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi Phan Xào Nam được xác định là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thuộc công ty VTC Online và công ty Việt Nam thực hiện vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội.